Chỉ là mua lâu rồi nghe. Chứ là trước anh mua tôi lâu lắm mà. Ừ, xài tới giờ luôn phải không? Đâu có gì đâu. Chiếc này cũng vậy đó, về xài luôn à. Ở Kinh Ba hôm nay mua đồ nhiều lắm à. Hôm nay mua máy rồi giải phát điện rồi mua máy chạy. Dạ. Phát điện gắn trên tàu đó. Dạ. Máy nó đè xuống đâu á. Dạ. Giang đồ nó gửi gần trọng rồi nó mua dữ lắm. Giang. Ờ. Giang hệ đây mà. Giang trọng. Mới vô sáng nó điện đi. Nó đi tàu không gài đó phải không? Dạ. Ừ. Thẩm. Ờ đúng rồi đó. Chị Thẩm đó. Thẩm ở đây mà rủ lên nó đang đi biển. Cái trưa này nè rủ nó lên đi biển. Vậy là mới vô phải không? Có đẹp lấy đi anh. Rồi rồi em kêu mở cho anh ăn cơm mở liền đó. Thế này ha, rồi cho đấy uống cà phê đi. Để cho nó mở đi.